Ba ngọn nến lung linh, đốt cháy cả gia đình. Ôi, hôm nào thì hát karaoke phải hát bài này mới được. Xin kính chào bạn vị, và đây là bộ đôi smartphone của Philip. Để xem là lần cuối cùng mình làm cái điện thoại của Philip chắc được khoảng 5.000 năm trước công nguyên. Thế giới đang còn phân chia Ngụy Theo, Thục Vi và Đông Mô, tức Mobifone. Và hôm nay kiểu mình nói đến là sao. Ờ, xin kính chào các bạn quý vị, tôi lại quay trở lại lần nữa đây, khi nãy nói lộn xào quá. Và đây là bộ đôi điện thoại của Philip. Thì lâu lắm rồi mình với trên tay các chiếc điện thoại smartphone này của Philip. Chúng ta đã quen với những chiếc điện thoại của thương hiệu này, feature phone, pin siêu khỏe, vân vân và vân vân. Và đây là smartphone với phân khúc giá chỉ là tầm khoảng 3 triệu đồng. Và một chiếc sẽ là S327 và một chiếc là S329. Còn ngoài kia chúng ta còn có như là S400, S600, Maybach các kiểu. Không biết sắp tới họ sẽ ra dòng S400 hay S600 Maybach hay không. Thì chúng ta sẽ cùng xem bộ đôi này nhá. Thứ nhất là vỏ hộp của hai con thì cũng khá là giống nhau. Mặt trước sẽ in thông tin sản phẩm và mặt sau chúng ta sẽ là in email. Mình sẽ đến đầu tiên với model đó là Philip S327. Model này có mức giá là 2 triệu rưỡi mà thôi, hàng chính hãng đương nhiên rồi. Thì nó sẽ có mặt lưng là làm từ nhựa với một cái giải loa rất là quen thuộc, thiết kế không có gì nổi trội. Bên dưới là chúng ta có thể bóc nắp lưng ra được, rất là dễ các bạn, tách ra một cái. Ở đây là sẽ có cục pin dung lượng là 3000 mAh. Chúng ta sẽ có hai sim và cũng như là thẻ nhớ microSD. Cái loa được thiết kế ở bên dưới, loa này thì không nên nghe những bài như Gucci Gang, khá là xì đa. Mặt trước của chúng ta sẽ là màn hình 5.5 inch, độ phân giải của nó là HD 720p. Chiếc máy này thì có một cái màn hình lớn như vậy là mục đích hướng đến những người là giải trí hay các bạn muốn mua cho phụ huynh ở nhà, với màn hình tận 5.5 inch như thế này. Ngoài ra thì nó đang sử dụng chúng ta đó là Android 7.0, được dựa trên một cái giao diện gần như là thuần Google, không có sự thay đổi và tùy biến quá nhiều. Sản phẩm này thì gần như nhà xuất là Philips sẽ không có tùy biến lại. Nếu các bạn nhớ lại các cái model trước đây của Philips mình đã từng review thì đều như vậy, giữ một cái giao diện nhẹ cái nhất và đơn giản nhất cho chúng ta mà thôi. Nó sẽ có DuraSpeed để chúng ta có thể tăng và giải phóng bộ nhớ RAM để hoạt động cách tốt nhất. Về cấu hình thì máy đang cho chúng ta là 2GB RAM, 16GB bộ nhớ trong. Vi xử lý là MediaTek 6737. Và đây là một cái cấu hình không quá cao nên rõ ràng nó không phải hướng đến những bạn là để chơi game nặng, mà những cái thao tác đơn thuần như kiểu là xem phim, lướt web, chơi game một cách nhẹ nhàng. Vì vậy nên có dung lượng pin lớn là 3000 mAh cùng với kết nối Wi-Fi và cũng như là LTE Cat 4, 4G để cho các bạn có thể sử dụng được cái việc truy cập Internet một cách ngon lành nhất. Sản phẩm smartphone này của chúng ta thì rõ ràng không có nhiều điểm nổi trội nhưng vẫn có được trang bị là camera 8 MP, có khả năng lấy nét theo pha, nhận diện khuôn mặt, chụp ảnh HDR và camera trước sẽ là độ phân giải là 5 MP. Bây giờ mình sẽ đi đến với chiếc máy mà chỉ chênh hơn một chút tiền nhưng rõ ràng nó có sự cải tiến tốt hơn, với phân khúc giá là 3.190.000. Thứ nhất là chiếc máy này nó lại nhỏ hơn, nhưng người ta chứng minh là kích thước không phải là mọi thứ mà kỹ năng mới là quan trọng. Thì ở đây thứ nhất là nó sẽ kích thước nhỏ với màn hình chỉ là 5 inch nhưng lại sẽ có cảm biến vân tay ở phía sau. Một điều mà mình rất khoái trên những chiếc smartphone là có thiết kế cảm biến vân tay, chúng ta sẽ bảo mật tốt hơn hẳn so với việc là không có vân tay. Và nữa là nó sẽ có mặt lưng ở phía sau được làm xước phay kim loại với màu xanh này trông rất đẹp và sang, đặt chính giữa, trên dưới sẽ bằng nhựa. Camera của nó cũng sẽ chính là 13 MP, lấy nét theo pha f2.0, có nhận diện khuôn mặt và chụp HDR. Camera trước sẽ là 5 MP. Với chiếc smartphone này của mọi người thì sẽ có màn hình 5 inch được phân giải HD nên sẽ không bị rỗ và sẽ có độ mịn tốt hơn so với cái chiếc máy có màn hình là 5.5 inch. Bên cạnh đấy thì được làm cong 2.5D trông đẹp và sang chảnh. Về cấu hình thì nó sử dụng là vi xử lý MediaTek 6750 và có 3GB RAM, 16GB bộ nhớ trong. Cấu hình cũng sẽ nhỉnh hơn so với người anh em song sinh cùng cha khác ông nội của mình. Giao diện của nó và mọi tính năng thì được giữ nguyên vì đây là đặc điểm chung của Philips, đem lại anh ta một trải nghiệm đơn giản, mượt mà và nhẹ nhàng. Và dung lượng pin của nó cũng sẽ là 3000 mAh cùng với hỗ trợ kết nối 4G LTE Cat 4 để các bạn có thể kết nối với lại mạng Internet mọi lúc mọi nơi một cách ngon lành nhất. Và đừng quên là dưới cổng microSD này của nó thì sẽ còn có hỗ trợ OTG để bạn có thể cắm chuột này, hay là chúng ta sẽ cắm vào USB để xem phim vân vân. Có một cái là cái mic của nó thiết kế khá hay. Ở bên cạnh dưới chúng ta là loa ngoài bên phải và mic được thiết kế với chỉ hai gạch mà thôi, cân đối với nhau nhưng tạo ra một cái đường nét khá là thú vị. Về model này của chúng ta thì lại thiếu đi một cái chức năng mà cái sản phẩm là S327 có. Đó là chiếc S327 này sẽ có mắt hồng ngoại để điều khiển từ xa các thiết bị ở trong gia đình. Và cái sản phẩm của chúng ta là model S329 lại không có tính năng này. Đó, các bạn nhớ lưu ý cho mình. Và về hai chiếc smartphone thì chúng ta nhấn mạnh nhất là về dung lượng pin. Với 3000 mAh thì nó còn có ứng dụng gọi là trung tâm điện năng. Với ứng dụng này sẽ có thể tiết kiệm được pin này, hay là X-Power, giới hạn truy cập Internet và hoạt động ngầm để kéo dài thời gian sử dụng luôn tốt nhất. Vì vậy nên có dòng chữ là luôn luôn ở đó với bạn, để không được hợp bỏ rơi bạn bằng cách là tự nhiên nó hết pin, nó lăn vào đấy. Và đây là bài mở hộp và chia sẻ nhanh các bạn về bộ đôi Philips S327 và S329. Nó thật là trên thị trường bây giờ chúng ta có quá nhiều lựa chọn trong phân khúc này rồi và Philips vẫn tham gia. Vậy thì các bạn nghĩ sao về cái bộ đôi smartphone này, các bạn có thích nó hay không? Hãy cùng comment chia sẻ ý kiến bên dưới. Hẹn gặp lại các bạn ở các video sau.